Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố 11 đường dây nóng phản ánh xe tăng giá vé nhồi nhét khách. Trà Vinh dùng súng cướp ngân hàng hơn 2 tỷ đồng. Quảng Ngãi bức xúc phân chia máy gặt đập liên hợp độc quyền trên đồng ruộng. Vướng mắc trong xây dựng đề án đấu giá biển số xe đẹp. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã công bố 11 số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh về tình trạng các xe khách hét giá, nhồi nhét khách trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó, phản ánh các nhà xe chở quá số người quy định, nhồi nhét khách, tăng giá vé quá cao, bất hợp lý qua các số điện thoại sau: 0913 43 2383, 0916 90 8085, 0917 90 8085, 0962 66 5953, 0964 04 54 45, 0977 49 7891. Bên cạnh đó, khi bắt gặp các trường hợp tai nạn giao thông thì người dân liên hệ đến các số 0868 911 911, 0941 329 634, 0985 465 896, 0995 918 666. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại 0692 342 608. Từ nhiều năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế đã trở thành thương hiệu riêng của Đà Nẵng và luôn thu hút lượng du khách khổng lồ đến với thành phố bên bờ sông Hàn. Cùng với sức nóng của lễ hội thì giá cả nhiều dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ lưu trú cũng đang nóng lên theo từng ngày. Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ việc tăng giá. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, do lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay được kéo giãn đã gần 2 tháng, từ 30 tháng 4 đến 24 tháng 6, nên áp lực đón khách không cao như mọi năm. Với khoảng 600 khách sạn và gần 22.500 phòng hiện nay trên địa bàn thành phố thì khó có thể xảy ra tình trạng thiếu phòng. Nếu như khối khách sạn 4 năm sao duy trì khá ổn định về công suất buồng phòng và giá cả, thì ở khối khách sạn nhỏ từ 1 tới 3 sao, tình trạng thổi giá sốt ảo là khá phổ biến. Theo khảo sát của phóng viên, tại gần khu vực bắn pháo hoa, giá phòng nhà nghỉ từ 250.000 đến 300.000 được đẩy lên 1 triệu đồng một đêm và khách phải thuê phòng ít nhất là 2 đêm. Khách sạn 3 sao cũng tăng gấp 3 lần lên mức 3,5 triệu cho 2 đêm. Nhằm tránh trường hợp vi phạm về giá, Ủy ban nhân dân các quận và Sở Du lịch đã có hướng dẫn các khách sạn thực hiện việc đăng ký niêm yết giá trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa. Đồng thời lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá cả dịch vụ và việc kê khai niêm yết giá trên địa bàn trước, trong và sau lễ hội pháo hoa. Sơn Trà là địa bàn trọng điểm, đặc biệt là mùa du lịch và đặc biệt là cái lễ hội pháo hoa này thì du khách sẽ tập trung về rất là đông. Do vậy tốt nhất là chính du khách là những người thông minh để mà phối hợp với chính quyền. Thì khi mà có thông tin không phải về giá cả, về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị hoặc lĩnh vực nào đó thì chúng tôi đều cho kiểm tra, xác minh và xử lý trong thời gian sớm nhất có thể. Đà Nẵng cũng khuyến khích người dân và du khách phản ánh các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đầu cơ, găm hàng, nâng giá quá mức quy định qua Tổng đài Dịch vụ Công của thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 1022 để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Sáng ngày 27 tháng 4, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở trên địa bàn. 15 hài cốt liệt sĩ truy điệu và an táng lần này được đội quy tập 584 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc quân khu 4 tiến hành tìm kiếm cất bốc tại xã Thuận, xã Tân Long và thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Những hài cốt tìm thấy được bọc trong tăng ni lông cùng với các di vật đi kèm như thắt lưng, đế giày, cúc áo. Hiện các đội quy tập đã lấy mẫu sinh phẩm gửi đi xét nghiệm ADN làm căn cứ xác định danh tính của các liệt sĩ và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ còn lại. Thưa quý vị, không gian văn hóa Cồng Chiêng được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Đây là niềm tự hào không chỉ của vùng đất Tây Nguyên mà còn của cả nền văn hóa Việt Nam. Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc bản địa, ngành giáo dục thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã đưa cồng chiêng, múa xoan vào dạy trong những giờ ngoại khóa. Qua một thời gian triển khai và duy trì có hiệu quả, sân trường này đã vang tiếng cồng chiêng.
giờ ngoại khóa sáng thứ sáu của trường tiểu học Triệu Thị Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nhộn nhịp hơn khi tất cả học sinh của trường xếp thành hai vòng tròn lớn cổ vũ cho đội chiên xoan đang nhịp nhàng uyển chuyển theo tiếng nhạc truyền thống của dân tộc Ba Na. Đây là một trong số nhiều trường học trên địa bàn Kon Tum luôn vang tiếng cồng chiêng ngay trên sân trường. Em rất là vui khi được múa xoan. Ở nhà thì có các nghệ nhân trong làng, ông bà và cha mẹ dạy cho em múa xoan. Còn đến trường thì có các cô. Em muốn góp phần bảo tồn văn hóa của dân tộc em. Qua hoạt động tập luyện và biểu diễn cồng chiêng, múa xoan, các em vui thích đến trường và nhà trường gắn bó với cộng đồng hơn và được nhân dân ủng hộ các hoạt động giáo dục ở trong nhà trường. Năm 2017, ngành giáo dục thành phố Kon Tum đã tổ chức được 4 lần liên quan cồng chiêng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Mỗi lần có khoảng 20 đội với trên 1.200 học sinh tham gia hội thi. Đây cũng là một hình thức để góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc vùng miền. Vài năm trở lại đây, việc dùng trụ xi măng thay vì trụ gỗ trồng tiêu được người dân sử dụng phổ biến. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều người chuyển sang làm nghề đúc trụ tiêu để nâng cao đời sống. Mặc dù công việc này chỉ kéo dài trong mấy tháng mùa khô, nhưng đây được xem là nghề có thu nhập cao hơn so với giá công lao động tại nông thôn, thường chỉ từ 150 đến 200 nghìn đồng một ngày. Thay vì hái tiêu hoặc cà phê với giá công thường nhật 200 nghìn đồng một người một ngày, anh Ngô Văn Dân và hai người cháu chuyển qua làm nghề đúc trụ tiêu từ đầu mùa khô năm 2017. Theo tính toán của anh Dân, mỗi ngày ba chú cháu đúc 100 trụ với công 12 nghìn một trụ. Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày ba người sẽ có thu nhập trên dưới 1,2 triệu đồng. Đây là mức thu tương đối khá so với nhiều nghề tại nông thôn hiện nay. Thì nói chung chung bắt chừng mà làm được có 1 tháng 2 tháng nghỉ mà có đâu, chủ yếu là máy ở đây tranh thủ thôi chứ. Tranh thủ làm 1 tháng vài tháng gì đó nghỉ đi làm rẫy. Những tháng giữa đầu mùa khô được xem là thời điểm thuận lợi cho việc đúc trụ để chuẩn bị xuống giống trồng tiêu. Với mức giá được chào bán tại chỗ từ 120 đến 125 nghìn đồng một trụ. Trước kia người dân trên địa bàn Gia Lai thường phải mua trụ tiêu từ một số tỉnh bạn để sử dụng. Nhưng sau khi tìm hiểu quy trình thấy khá đơn giản nên nhiều nông dân tự làm, trước cho gia đình sử dụng, sau bán lại cho những người có nhu cầu. Chính việc nhanh nhẹn nắm bắt thị trường cũng như mạnh dạn thích ứng với nhu cầu tiêu dùng đã giúp nhiều nông dân có thêm nguồn thu tương đối ổn định. Những ngày qua, các hợp tác xã nông nghiệp ở thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã phân chia địa bàn vùng ruộng độc quyền cho từng chủ phương tiện máy gặt đập liên hợp, nên nhiều diện tích lúa đã quá kỳ thu hoạch, nhưng nông dân vẫn dài cổ chờ. Vì không thể tự thuê máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa cho chính thửa ruộng của mình, điều này đang gây bức xúc trong nhân dân. Hai sào lúa của bà Bùi Thị Phổ ở cái đồng bộ, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã đến kỳ thu hoạch, nhưng đến tận ngày 26 tháng 4 vẫn chưa có máy gặt đập liên hợp đến thu hoạch. Bà Phổ dù có vốn thuê máy gặt bên ngoài vào thu hoạch cũng chẳng có vì hợp tác xã đã phân chia địa bàn độc quyền cho từng chủ máy. Tự là tận hầu giờ thì nói cho đúng là một mình nó lồm thôi. Mà năm nay nó ngõ quá bây giờ cũng non nán hết chứ. Cứ trồng cho nó lồm mà nó kêu thâu để một mình nó lồm để nó sửa má sửa đồ chứ sửa một lần tới 4-5 triệu bọt nó nói vậy đó. Cũng sợ nó lồm khó dễ mình vậy đó. Hiện hai hợp tác xã nông nghiệp là Vĩnh Trường và Đồng Cát đã phân chia vùng ruộng cho từng máy gặt. Trước bức xúc của nông dân, trong hai ngày nay, hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trường mới vào cuộc điều động cùng lúc 3 máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa cho nông dân. Mặc dù vậy, quan điểm của hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trường vẫn cho rằng việc phân chia quản lý thu hoạch lúa cho các chủ máy gặt là hợp lý. Nông dân nếu tự ý thuê máy gặt bên ngoài đến thu hoạch là không được. Người nông dân thì không có chủ động được, mà thông qua hợp tác xã sẽ điều hành. Chứ còn người nông dân mà đưa qua thì rõ ràng là nó sẽ xảy ra cái tranh chấp giữa cái địa bàn đã được phân bổ. Việc độc quyền máy thu hoạch lúa trên đồng ruộng đã tạo ra những bất cập khi phải phụ thuộc vào chủ máy gặt và hợp tác xã nông nghiệp. Thiết nghĩ chính quyền địa phương nên sớm có những giải pháp để người dân an tâm sản xuất. Thưa quý vị, sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông chính là nguyên nhân khiến số vụ tai nạn đường sắt gia tăng tại Bình Định thời gian gần đây. Nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng khác, đó là việc phát sinh hàng loạt đường ngang dân sinh bất hợp pháp, nhưng cơ quan chức năng lại không quản lý hiệu quả. Đây là vụ tai nạn xảy ra mới đây nhất vào chiều ngày 24 tháng 4
tại km 1102+100 đò Châu Châu giữa đường sắt và đường gang thuộc địa phận thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, làm 4 người chết, 2 người bị thương khi tài xế chiếc xe bị nạn đã cố tình vượt qua đường ray. Tình hình tai nạn giao thông đường sắt đang diễn biến phức tạp tại địa bàn tỉnh Bình Định. Chưa đầy một tháng, từ thị trấn Diêu Trì đến huyện Khánh Vĩnh đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, làm 6 người chết, 4 người bị thương. Còn hơn 2 năm qua là 18 vụ với 18 người chết và 8 người bị thương. Mối lo này hiện vẫn chưa dừng lại khi nhiều địa phương hàng loạt đường ngang dân sinh bất hợp pháp do người dân vỡ ra. Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân, nhân viên gác chắn đội đường sắt Vân Canh, hiện những người làm công việc như ông không thể nắm hết lịch tàu chạy trong ngày nên mối quy tai nạn giao thông là rất lớn. Không bị tín hiệu phải làm cái báo cái chỗ mà gọi là biến báo tự động, tức là nó sẽ có một cái hệ thống thông báo từ xe cho dân ở đây. Phần lớn vẫn là ý thức của cái người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cớ cá người đi bộ. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là thời gian gần đây thì cái nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên các đường ngang, thì trong đó cũng có cái nguyên nhân từ cái nhân viên và đường sắt chưa thực hiện hết cái quy trình vận hành. Trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện vẫn còn tồn tại 44 đường ngang dân sinh và hơn 110 lối đi dân sinh do người dân tự mở. Người dân thì chủ quan và thiếu ý thức, còn nhân viên gác chắn thì không biết hết lịch tàu chạy. Vì thế, trên cung đường này đang tiếp tục tiềm ẩn rất nhiều mối nguy. Xin được chuyển sang phần tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại Trà Vinh, trong khi các nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải đang tất toán cuối ngày, một tên cướp xông vào với khẩu súng trên tay, cướp đi số tiền hơn 2 tỷ đồng. Vụ cướp xảy ra vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 26 tháng 4. Thời điểm trên, trong phòng giao dịch có 6 nhân viên, 3 nam 3 nữ và một nhân viên bảo vệ bên ngoài. Lợi dụng thời gian này, nam thanh niên bịt mặt, cầm trên tay khẩu súng, xông vào ngân hàng đe dọa các nhân viên. Người này đưa 2 túi sách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào bên trong và đe dọa những ai chống cự sẽ bắn. Theo công an Trà Vinh, tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 1,580 tỷ đồng và 35.900 đô la Mỹ. Theo thượng tá Huỳnh Văn Khởi, trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn công an tỉnh Trà Vinh, nghi phạm gây án đi xe máy Yamaha Sirius không rõ biển số. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc xảy ra chỉ trong khoảng 2 phút. Nghi can gây án có thể là người dân từ nơi khác đến. Sau khi theo dõi ngân hàng một thời gian dài, đã nắm rõ quy luật hoạt động tại đây và chờ thời điểm không có khách hàng giao dịch, nhân viên đang tất toán tiền trong ngày thì gây ra vụ cướp. Sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ. Ngày 27 tháng 4, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xóm Làng Mới, xã Vườn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, xe máy của ông Hồ Thế Lâm bị xe tải chở cát rẽ sang đường đâm trực diện, khiến vợ chồng ông Lâm tử vong tại chỗ, đứa cháu nội 4 tuổi bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 27 tháng 4, ông Hồ Thế Lâm, 63 tuổi, trú tại khối 1 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, điều khiển xe máy chở phía sau là vợ mình, là bà Đào Thị Lý, 60 tuổi, và cháu nội Hồ Thị Linh, 4 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng huyện Can Lộc tới thị xã Hồng Lĩnh. Khi đến địa điểm trên thì bị xe tải chở cát mang biển kiểm soát 38C-03085, chưa rõ danh tính tài xế, đang rẽ sang đường từ phía trước lao qua đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến ba người đi trên xe máy văng xuống đường, vợ chồng ông Lâm tử vong tại chỗ, cháu Linh bị gãy tay được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe tải kéo xe máy một đoạn khoảng 5m rồi lật nghiêng bên vệ đường. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, cát trên xe tải tràn ra đường, một vệt phanh bánh xe tải in xuống đường dài khoảng 15m. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này bị ách tắc cục bộ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Can Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành đưa hai xe gặp nạn ra ngoài và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 27 tháng 4, cơ quan công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hàng trăm máy điều hòa không rõ nguồn gốc. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, tại khu vực ấp Phước Hậu, xã Gia Bình, lực lượng công an huyện đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 66S-2069 do Trương Hồng Thịnh, sinh năm 1994, ngụ Trường Phú, Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe ô tô chở 101 cục lạnh và 79 cục nóng của máy điều hòa không khí đã qua sử dụng. Tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ hợp lệ.
Đối tượng khai nhận chở thuê số tiền công mỗi chuyến là 300.000 đồng đi từ huyện Bến Cầu về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an huyện Trảng Bàng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định. Phần cuối chương trình là vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, đấu giá quyền sử dụng biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời để tăng tính công khai, minh bạch trong khâu cấp biển số. Đó là kỳ vọng mà các bộ Công an, Tài chính và Tư pháp đề ra sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, rà soát các quy định về việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy. Tuy nhiên, để việc này mang tính khả thi và thực hiện theo đúng luật đấu giá tài sản, thì hiện vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Vướng mắc lớn nhất hiện nay trong tổ chức đấu giá biển số xe đẹp là khi đã tổ chức bán đấu giá, đồng nghĩa với việc coi biển số xe như một loại tài sản đặc biệt. Trong khi đó, theo Nghị định số 13 ban hành năm 2010 về đấu giá tài sản vẫn chưa công nhận biển số xe là tài sản, mà chỉ coi biển số xe như một công cụ để quản lý phương tiện. Biển số xe là tài sản hay là công cụ quản lý nhà nước đối với cái phương tiện giao thông đường bộ, tức là một cái công cụ quản lý về trật tự giao thông. Đấy là cái vướng mắc lớn nhất. Cái vướng thứ hai là trong cái điều 80 của luật giao thông đường bộ hiện nay thì lại quy định là cấm mua bán các cái biển số của phương tiện cơ giới. Trên thực tế, đề án đấu giá biển số xe đã từng được đưa vào năm 2010, nhưng vì những vướng mắc nêu trên mà cho đến nay đề án vẫn chưa thể đi vào thực hiện. Cái biển số xe đẹp nó không chỉ là một cái tài sản đơn thuần như là một cái ô tô, xe máy hay là một cái mảnh đất, mà nó còn là cái công cụ quản lý điều tiết của nhà nước để mà quản lý điều tiết cái trật tự an ninh đô thị. Cho nên là khi mà tính đến cái chuyện là có trao tất cả, đấu giá tất cả các cái quyền này và cho cái người chúng đấu giá được sở hữu toàn bộ ba cái quyền như trong bộ luật dân sự là quyền chiếm đoạt, quyền sử dụng và quyền sở hữu hay không, thì cần phải cân nhắc giữa cái lợi ích của cái việc thu được từ cái việc là bán đấu giá biển số xe với cái lợi ích của cái việc quản lý trật tự đô thị để không ảnh hưởng đến một cái bức tranh chung. Về luật đấu giá tài sản năm 2010, phía Bộ Tư pháp khẳng định luật chỉ quy định về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá, nên dù biển số xe chưa được coi là một tài sản đặc biệt trong các văn bản luật thì cũng không cần phải điều chỉnh gì trong luật này. Vấn đề hiện nay là vướng ở đâu thì cần gỡ ở đó để đề án đạt tính khả thi cao khi thực hiện. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Ga Sài Gòn tăng nhiều chuyến phục vụ hành khách dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Quảng Nam bùng phát dịch sốt xuất huyết. Đà Nẵng sơ kết điều tra vụ lừa chạy điểm vào trường công an chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Nghịch lý, người chăn nuôi lỗ nặng nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua thịt giá cao.